Truyền thông phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Hôm nay thứ ba, ngày 3 tháng 9 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà cô chú anh chị, phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí vừa tổ chức buổi sinh hoạt đặc biệt dành riêng cho bệnh nhân ung thư và người chăm sóc họ. Buổi sinh hoạt này không chỉ nhằm cung cấp thông tin cần thiết về các hoạt động hỗ trợ điều trị ung thư, mà còn tạo cơ hội cho bệnh nhân và người nuôi dưỡng giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và nhận được sự hỗ trợ tinh thần. Buổi sinh hoạt không chỉ mang lại những thông tin hữu ích mà còn là dịp để tạo sự kết nối và động viên lẫn nhau giữa bệnh nhân, người chăm sóc và các thầy thuốc. Phòng khám cha Tường yêu thương cho không thì các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Tiếp tục tổ chức các hoạt động hỗ trợ và chia sẻ kiến thức nhằm giúp bệnh nhân ung thư có một quá trình hỗ trợ điều trị ung thư đạt hiệu quả và nâng cao chất lượng cuộc sống. Phòng khám cha Tường yêu thương cho không thì các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Hy vọng rằng với sự hỗ trợ từ cộng đồng, bệnh nhân ung thư sẽ cảm thấy vững vàng hơn trong hành trình hỗ trợ điều trị ung thư mà còn thêm sức mạnh để vượt qua những thử thách khó khăn. Sáng nay thầy có một cái việc mà thầy muốn chia sẻ với tất cả quý bệnh nhân và người nuôi ở đây để mình rút kinh nghiệm nha. Mình rút kinh nghiệm để trong quá trình hỗ trợ điều trị mình tránh đi những trường hợp này nha. Cố gắng khi mà thầy nói cho mình hiểu mình tránh, tại vì nó xảy ra như vậy thì là thật là đáng tiếc nha. Thì vừa rồi đó, đội thanh niên xung kích tỉnh Trà Vinh, đội thanh niên xung kích ở tỉnh Trà Vinh là đội thiện nguyện được thành lập để hỗ trợ cho những trường hợp ví dụ như bị tai nạn giao thông, ví dụ như có một cái sự cố tai nạn giao thông trên đường thì đội thanh niên xung kích sẽ đứng ra hỗ trợ lực lượng công an và giao thông để giải quyết cái chiều vụ việc, cũng như là đưa những cái người bệnh nhân đó, người những người nạn nhân mà người ta tai nạn á, đi tới các bệnh viện để kịp thời cấp cứu. Hoặc là những trường hợp bị cơ nhỡ, ví dụ như là bị lạc đường nửa đêm nửa hôm mà không có biết đường đi đó, hoặc là một số người mà người ta cơ nhỡ, hoặc là những hộ nghèo người ta không có kinh phí để người ta di chuyển từ nhà lên bệnh viện, thì đội thanh niên xung kích tỉnh Trà Vinh có nhiệm vụ là hỗ trợ giúp cho những trường hợp đó. Thì hôm vừa rồi có đăng một cái bài lên trên Facebook. Thì cái này đó, nếu như quý bệnh nhân và người nuôi có điện thoại mình cập nhật vô Facebook, mình có thể coi cái bài đăng này nha. Thì bây giờ thầy sẽ đọc cái nội dung bài đăng, xong rồi thầy sẽ nói về cái vấn đề này. Cái này cách đây 3 ngày rồi, đội thanh niên xung kích tỉnh Trà Vinh đăng Trà Vinh gạch ngang Bắc Ninh, có nghĩa là từ Trà Vinh tới Bắc Ninh á là khoảng 2.000 cây số. Cả nhà nhìn xem ngôi nhà này có nghèo không mà lại có giấy có mộc đỏ chói xác nhận là hộ nghèo. Đây nè, đây là cái căn nhà của cái hộ đó. Thì có gì lát nữa mình tham khảo trên Facebook lại nha. Trong khi biết bao gia đình có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn đang cần đến sự giúp đỡ, có nghĩa là cái hộ này là có giấy hộ nghèo, nhưng mà khi mà ở đội thanh niên xung kích đưa cái người này về đó là thấy căn nhà lại có nhà lầu và có cái sân vườn là lót gạch đó, cho nên là xác nhận là không phải hộ nghèo theo như lời của thanh niên xung kích nha. Còn tình tiết như thế nào thì thầy chưa có dám bàn. Đội cũng xin thông báo những trường hợp trị bệnh tại chỗ ông cha Tường, đó là chỗ mình á, ở Cầu Ngang, sau này nhờ hỗ trợ xe thì buộc đội phải xác minh cho thật kỹ, có nghĩa là khi những chú làm trong đội thanh niên xung kích mà người ta sẽ chở những bệnh nhân hoặc là người nuôi bệnh về quê thì sẽ xác minh lại coi cái gia đình đó có phải là hộ nghèo thật sự hay không, thì đội sẽ buộc phải xác minh cho thật kỹ trước khi giúp. Và nếu đưa về nhà
mà gia đình không đúng hoàn cảnh thì đội sẽ thu lại tiền chi phí xăng dầu của chuyến đi để dành chi phí giúp đỡ cho những hoàn cảnh đúng khó khăn hơn. Quá buồn, chạy 2 ngày đêm xe thay phiên nhau đưa về mà gặp trường hợp như vậy. Đó là cái tình huống xảy ra đối với một bệnh nhân. Bệnh nhân này tên là Nguyễn Thị Thơm, ở tại Bắc Ninh đó nha. Thầy nói đây là để cho mình rút kinh nghiệm, cái sự việc nó xảy ra rồi và nó ảnh hưởng tới cái uy tín của phòng khám cũng như là các bệnh nhân đây. Sau này mình xin rất là khó nha, xin cái sự hỗ trợ rất là khó. Tại vì khi mà mình có giấy hộ nghèo, ở đây thầy không biết cái tình huống là ở xã này là xã Quảng Phú. Xã Quảng Phú có cấp giấy chứng nhận hộ nghèo nè. Hộ gia đình ông bà Nguyễn Thị Thơm sinh năm 1967, dân tộc Kinh, căn cước công dân, ngày cấp. Nơi thường trú là Lĩnh Mai, Quảng Phú, Lương Tài, Bắc Ninh. Là hộ nghèo được hưởng chế độ năm 2024. Số thứ tự trong sổ hộ nghèo là 56. Có giấy xác nhận có con dấu của Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch ký tên. Cái người này thì có cái giấy hộ nghèo, nhưng mà không biết là cái căn nhà này là nhà của người đó hay là nhà của một người thân nào đó, hoặc là ở nhờ hay gì đó. Thì cái này thầy không truy cứu, không xác minh. Thầy chỉ đưa lại cái nội dung của đội thanh niên xung kích thôi. Những cô chú anh chị trong đội thanh niên xung kích, họ rất là vất vả, mà quãng đường rất là xa, từ Trà Vinh về tới Bắc Ninh là tới 2000 cây số. Mà mình có hộ nghèo thì đội hỗ trợ đưa về tận nơi, có nghĩa là không lấy tiền đó. Nhưng mà về là thấy cái hoàn cảnh nhà thì không có nghèo như vậy, không đúng trong cái giấy hộ nghèo. Đó, cho nên là quý người nuôi và bệnh nhân mình nè. Ở đây thì nhắc nhở chung thôi, có nghĩa là ví dụ như trong trường hợp mình có giấy hộ nghèo thì ở đây các thầy có hai nhóm thiện nguyện, là nhóm của anh thầy Xuân Dũng là trưởng ban truyền thông cũng như là thiện nguyện ở đây. Mình có sổ hộ nghèo, mình có những giấy tờ, mình có đơn xin đó, thì mình có thể xin hỗ trợ từ thầy Xuân Dũng. Hoặc là nhóm thứ hai là nhóm của anh Thọ, Ước Mơ Xanh. Thì nếu như mình có nhu cầu khó khăn thật sự á, thì mình liên hệ với hai nhóm đó để hai nhóm đó có thể vận động kinh phí hỗ trợ cho mình. Nhưng mà trong trường hợp giống như vậy nè, thì mình không được làm như vậy. Có nghĩa là mình thật sự mình không có nghèo, thì mình cố gắng nhường cái cơ hội này lại cho người khác. Tại vì nếu như mà bị phát hiện ra, nói đơn giản là mình giấu cái vấn đề này, bị phát hiện ra là mình sẽ mất lòng tin của những người ủng hộ cho mình. Vậy thì người ảnh hưởng là ai? Thì các thầy đương nhiên là phòng khám nó cũng sẽ ảnh hưởng, nhưng mà các thầy không phải là người xác minh cho bệnh nhân đó là có hộ nghèo, mà này là ở xã. Thì xã thì xác nhận thì các thầy không có can thiệp vào. Nhưng ở đây các thầy rất là công tâm, có nghĩa là các thầy chữa bệnh. Ở đây khi mà bệnh nhân tới, các thầy chỉ lo cái phòng chuyên môn thôi. Còn ví dụ như bệnh nhân có hộ nghèo hay gì đó, thì các thầy không có hỗ trợ cái kinh phí giúp cho bệnh nhân nghèo. Để cho chi? Để cho mình công bằng với nhau. Tại vì liên quan tới tiền bạc nó rất là phức tạp. Ở đây các thầy chỉ lo về mặt chuyên môn thôi nha. Ở đây phòng khám nhận bệnh các cô bác là bệnh nhân, có khi mình không có điều kiện điều trị Tây y, có khi mình điều trị rồi nhưng mà mình hết kinh phí, tại vì chạy tiền nơi này nơi kia để mình hóa chất xạ trị, nhưng mà mình không còn kinh phí nữa thì tới đây các thầy giúp cho mình. Nhưng mà khi mà mình tới đây rồi thì đương nhiên các thầy vẫn hiểu cái hoàn cảnh mình rất là khó khăn, đa số là như vậy. Thì các thầy cũng cố gắng giới thiệu một số đơn vị mà có thể giúp cho mình về cái phần tài chính đó, để mình có cái điều kiện mình hỗ trợ điều trị, có thời gian mình được các thầy chăm sóc. Ở đây các thầy không có lấy tiền mình, nhưng mà cái phần mà hỗ trợ về kinh phí là các thầy không lo được cho mình đó. Cho nên là quý bệnh nhân phải lưu ý nha, mình đừng để xảy ra những cái trường hợp giống vậy.
để kể cho quý bệnh nhân nghe một cái câu chuyện cũng tương tự vậy. Cái thời điểm đó là vào lúc hồi tháng 11, cuối tháng 10, đầu tháng 11, là lúc đó là cha mới vừa từ SDS trở về, coi như là bác sĩ trở về đó, là bắt đầu là chuẩn bị làm đám cho cha. Khi đó là các thầy đứng trước một cái cú sốc rất là lớn. Một bên là vừa phải lo 600 bệnh nhân. Thời điểm đó không phải khám giống như giờ đâu, không phải khám mỗi ngày được vậy. Mỗi một ngày cái lượt khám đó, các thầy chỉ khám tối đa 200 bệnh nhân thôi. Thầy Quý 100, thầy Tiến 100 là 200. Mà mình có tới 600 bệnh nhân phải chia làm 3 nhóm A, B, C. Thì nhóm A cứ khám thứ 2, thứ 5. Nhóm B là khám thứ 3, thứ 6. Nhóm C là khám thứ 4, thứ 7. Rồi như thứ 7 bữa đó là lúc đó là khám sáng khám chiều luôn, chứ không có giống như giờ là nghỉ buổi chiều. Thì khi đó là khi mà cha vừa nằm xuống thì cha làm đám trên đó. Được làm đám trên đó thì các thầy ở đây ban đêm là phải lên trên đó, lên trên nhà cha, đặng mình lại tạ. Có nghĩa là ai khách tới hoặc là những người mà thân đến với cha đó tới, thì các thầy thay phiên nhau, thầy Tiến, thầy Quý, rồi anh Trung và thầy Tâm thay phiên nhau. Cứ mỗi một thầy như vậy là cứ 2 tiếng để đồng hồ, 9 giờ tới 10 giờ, 11 giờ, 11 giờ tới 1 giờ gì đó. Xong rồi buổi sáng ban ngày, tại vì lúc đó là bệnh nhân không có khám bệnh, tại vì mấy ngày đó là phải nghỉ, đang làm đám mà. Thì bệnh nhân cũng có những sự cố là khó chịu trong người, thì dẫn điện cho các thầy được. Điện cho thầy Quý, điện thầy Thanh, điện thầy Tiến để hỗ trợ về mặt sức khỏe. Ví dụ như có triệu chứng gì đó các thầy xử lý được, các thầy xử lý. Thì cũng có một cái trường hợp tương tự vậy, là khó chịu trong người mà thầy Quý đề nghị cô ơi đưa chồng cô đi bệnh viện tỉnh đi để xử lý cái triệu chứng thẳng ra máu nhiều, chảy máu, có u vỡ ra chảy máu. Thì cái người đó mới nói thầy ơi giờ thật sự con rất là khó khăn, con không có tiền để con đi lên bệnh viện. Như vậy thì xin thầy là kêu dùng con một cái chiếc xe cấp cứu không đồng. Mà lúc đó các thầy vừa lo trên đám, vừa lo bệnh nhân, lúc đó là không có tiền, không có tiền để mà lo cho bệnh nhân. Thì nói thôi cô gắng cô hỏi, cô mượn những người nuôi bệnh xung quanh á, hoặc là những người mà chủ nhà trọ hay gì đó, để cho cô 500 ngàn để đi lên trên đó đi. Và bà nói là tại vì không phải tiền xe không mà còn tiền khám bệnh, tiền này tiền kia nữa, nằm trên viện mà. Thì các thầy cũng gắng vận động được 500 để ủng hộ cho cô đó, để mướn một cái chiếc xe cấp cứu để đi lên trên bệnh viện. Thì lên bệnh viện xong lại chưa vừa bụng, muốn chuyển tiếng đi lên trên tiếng trên nữa, mà muốn trở về nhà chứ, xin lỗi, muốn trở về quê đó ở Đắk Lắk á, từ đây lên Đắk Lắk khoảng hình như đợt đó hình như là tài xế lấy 7-8 triệu gì đó không nhớ nữa. Rồi sau đó đó cổ mới đề nghị thầy thêm một lần nữa là dẫn xin xe từ thiện về không đồng về quê. Thì các thầy nói là thật sự rất là khó khăn, lúc này là cha vừa nằm xuống, tụi con không có xin được cái tài chính, tụi con không có xin được, mà không thể nào giúp cho cô được. Thôi cô cố gắng đi, cô về quê á, rồi cô tìm ai đó, cô nhờ cô giúp, nhờ giúp đỡ đặng cho có tiền xe đặng trả cho người ta đặng về. Nhất quyết không chịu là không chịu, đòi nhất quyết là phải chờ cho chiếc xe cấp cứu không đồng mới chịu về. Điện thoại liên tục luôn đó. Rồi tới hồi mà thầy liên hệ với bên nhà xe đó, bên xe cấp cứu á, ở dưới cầu ngang nè, xe Lê Hằng, thì mới điện cho kêu xe Lê Hằng thôi cứ chở ca đó về đi, rồi có gì thì cái phần kinh phí á, thì các thầy sẽ cố gắng, các thầy sẽ xin sao để các thầy lo, xin tiền lại đó để bù lại, ví dụ như chở về xong rồi quay trở về đây lấy tiền lấy phòng khám, thì cũng giúp cho được tới đó rồi. Nhưng mà người nhà không chịu nha, người nhà yêu nói đó là thôi thì thầy có tiền thì thầy chuyển khoản đi, chuyển khoản vào tài khoản tôi đi rồi tôi tự tôi trả. Nói trời ơi cô ơi, cô khổ lắm cô, cha vậy rồi tụi con giờ tụi con đâu thể nào tụi con đi xin được, mà cho có tài khoản ở đây mà cho cô, bây giờ thì cô cứ kêu xe về đi, rồi khi nào mà tụi con xin cái số tiền đó thì tụi con trả lại cho tài xế. Nhất quyết không chịu, đòi phải chuyển khoản à. Hỏi cô giờ cô muốn trả thanh toán tiền xe hay là cô muốn lấy số tiền đó. Đó rồi lúc cô cũng chịu về tới nhà, về tới Đắk Lắk.
Về tới Đắk Lắk căn nhà cũng tương tự vậy nè. Tài xế bác tài xế lắc đầu luôn. Bước vô nhà tưởng đâu là ghé nhà người thân ở đó, nhưng mà không phải, căn nhà của chính người bệnh nhân đó luôn. Cũng có sân vườn, dán gạch, có trồng kiểng nữa, trồng cây bonsai nữa chứ không phải là trồng kiểng thường nữa. Những cái chậu chậu bông á, chậu bông lớn á, bằng cây bonsai đó. Rồi có người tưới vườn vườn thuốc, vườn mai, trong đó có trồng mai nữa. Rồi căn nhà là căn nhà xung quanh đó là có hàng rào, rồi có tầng lầu đó. Quá lẻ. Rồi lúc cha còn sống cha nói mình thôi cố gắng mình chữa bệnh thì mình làm bác ái được thì mình làm, giống như là sau này mình chạy về quê xứ mình á, mình làm từ thiện, mình làm bác ái, hoặc là mình sống tốt tốt đời đẹp đạo, thì cái điều đó là cha rất là hoan nghênh. Chứ đừng có gieo thêm nghiệp, tại mình đã bệnh ung thư rồi mà mình cứ gieo thêm nghiệp kiểu đó làm sao được. Thì cha đã có dạy dỗ điều đó. Nhưng mà đương nhiên thì ở đây tất cả cô bác ở đây có rất nhiều người rất đáng thương nha. Có khi những trường hợp quá nặng các thầy không làm gì gì được, nhưng mà rất là thương những hoàn cảnh đó, mình không làm gì được nhưng mà cũng cố gắng hết sức, hết khả năng có thể mình giúp. Còn riêng thì đương nhiên ở phòng khám thì giống như một cái xã hội thu nhỏ vậy đó. Cô bác tới đây là rất là nhiều hoàn cảnh khác nhau, thì đa số là mình cũng khó khăn về mặt tài chính, thì các thầy tạo mọi điều kiện hết mức có thể, các thầy có thể làm được. Từ chỗ không có gì, kêu gọi người này kêu gọi người kia cộng tay giúp đỡ cho mình, thì đó các thầy đã mong muốn làm sao cho bệnh nhân có điều kiện để được điều trị ở đây, thì các thầy đã đồng hành với bệnh nhân bằng cách là yêu thương và cho không. Có nghĩa là ở đây các thầy không lấy kinh phí của mình, hoàn toàn yêu thương và cho không, là hỗ trợ mình được phần đó rồi. Tại vì nếu như có điều kiện hơn mà mình có chỗ ở cho bệnh nhân thì mình sẽ không phải tốn tiền, nhưng mà vì hoàn cảnh phòng khám chỉ lo được tới đây thôi thì bệnh nhân phải tự lo nhà trọ, rồi lo những cái kinh phí, ví dụ như là mình mua bông gòn, hoặc là mình sử dụng những cái vật dụng sinh hoạt cá nhân, hoặc là ăn uống gì đó, thì cái đó cố gắng cô bác tự uyển chuyển như sao đó để có. Thì có khi tụi con cũng cố gắng để nhờ các đơn vị thứ ba để hỗ trợ cho mình về mặt tài chính, giống như thầy Xuân Dũng hoặc là anh Nguyễn Thọ ở bên Ước Mơ Xanh, để làm sao tiếp cận được với những bệnh nhân, đến với những mạnh thường quân để giúp đỡ cho những hoàn cảnh đó. Nhưng mà mình đừng có gì vậy mà mình cố gắng mình hợp tình nha. Có nghĩa là mình thấy mình hoàn cảnh mình không có khó khăn á, thì mình nhường cái cơ hội đó lại cho những cái người khó khăn hơn mình. Bởi vì sao? Ví dụ như những trường hợp giống vậy là làm mất lòng của đội thanh niên xung kích. Người ta rất là vất vả để xin kinh phí, tại vì xăng phải đổ xăng chứ đâu phải chạy bằng nước, mà khó khăn lắm, từ Trà Vinh mà lên tới Bắc Ninh là tới 2.000 cây số lận chạy không có lấy tiền á, mà lên trên đó cái hoàn cảnh đâu có phải khó lắm đâu. Cho nên là mình phải lấy cái bài học này ra mình rút kinh nghiệm nha. Rồi nhiều khi cái người ta giúp mới có 1 lần 2 lần à, cái người ta nói ồ trời, bệnh nhân đó của phòng khám Trà Tường đó, rồi sau này những bệnh nhân sau người ta khó khăn thật sự thì đội thanh niên xung kích người ta phải xác minh ở cái trường hợp vậy vậy kia nọ rất là vất vả, như vậy thì những bệnh nhân thật sự khó khăn sẽ mất đi cái cơ hội được giúp đỡ đó. Cho nên là cô bác mà cảm thấy mình không có nằm trong cái diện thật sự khó khăn, mình nhường cái cơ hội đó lại cho người khác. Dạ. Cho nên là con qua những cái câu chuyện vậy nè, qua những cái tình huống vậy nè, con muốn chia sẻ với tất cả các cô bác ở đây là như vậy. Ở đây phòng khám đã yêu thương cho không mình, giúp mình bằng góc độ chuyên môn rồi, thì cái phần kinh phí kinh tế đó mình cố gắng mình linh hoạt một chút, mình có thể mình tìm cách này cách kia, hoặc là mỗi người một chút xíu thôi thì mình sẽ không có bị những cái tình huống giống vậy. Cái này là giống như là gạt người ta đó, gạt mạnh thường quân, gạt nhóm thanh niên xung kích, và những người này sau này người ta muốn giúp những bệnh nhân sau người ta cũng ngại nữa, nói không biết có phải khó khăn thiệt không. Cái từ kinh phí người ta xin cũng khó. Ở đây các thầy giúp bệnh nhân ung thư thì
cái cảnh khó đó các thầy thấy rồi. Đó là lý do tại sao mà các thầy không có đứng ra trực tiếp để mà lo cho bệnh nhân xin thêm cái mặt kinh phí nữa để mà làm thiện nguyện, mà phải có đơn vị thứ ba để làm. Tại vì các thầy ở đây, ví dụ như thầy Tiến, thầy Quý, thầy Thanh, thầy Hạnh và các thầy trong phòng khám không có lập cái gói thiện nguyện. Tại vì khi mình lập gói thiện nguyện, mình vừa khám chữa bệnh về mặt chuyên môn thì mình giúp người này không giúp người kia, thế nào cũng bị chửi. Nó rất là nhạy cảm vấn đề đó. Ví dụ như người nào cũng có hoàn cảnh tương tự, khó khăn giống như nhau, chứ không phải là dư giả gì đâu. Tại vì bệnh ung thư thì có khi mình hết tiền hết bạc gì nó, mà vô đây mà nếu như thầy thuốc đang khám bệnh mà giúp cho người này không giúp cho người kia thì mấy cô bác này vật lòng nghĩ là ông thầy này ông thương ca đó hơn thương tôi, rồi gầy mấy thầy mang tiếng tội nghiệp. Cho nên là các thầy không có lo được cái phần đó, các thầy chỉ tập trung là làm sao để duy trì được cái hoạt động của phòng khám. Ví dụ như lo phần gạo, làm sao mà buổi sáng từ thứ hai đến thứ bảy đó, là phải phát gạo cho mình, không có để ngày nào gián đoạn. Vô đây khám bệnh là từng khâu đó, khâu nào ra khâu đó. Cho nên là các thầy chỉ lo về phần chuyên môn mà thôi. Còn cái phần mà về kinh phí mà để hỗ trợ cho bệnh nhân á, thì ở đây là có thầy Xuân Dũng. Thầy Xuân Dũng thì không tham gia vào khám chữa bệnh của phòng khám, mà thầy là một đơn vị độc lập, là công tâm và minh bạch về tài chính liên quan tới bệnh nhân, có nghĩa là giúp đỡ cho bệnh nhân này, bệnh nhân kia, thì thầy không tham gia chuyên môn. Như vậy thì thầy sẽ không có bị bệnh nhân là so sánh là cái ca này thương nhiều, cái ca kia thương ít, tại thầy đâu biết ca nào của thầy nào. Còn các thầy thuốc ở đây thì không làm chuyện đó, cái nào ra cái đó. Ở đây có cái sự quản lý sắp xếp như vậy. Ở đây thì bốn thầy có một cái tài chính là tài chính chung, có nghĩa là bốn thầy quản lý cái nguồn quỹ chung để cho những người mà ai ủng hộ cho các thầy để mà giúp đỡ cho bệnh nhân thì bốn thầy đều biết và bốn thầy đều minh bạch công khai cái số tiền đó để cho quý bệnh nhân được hỗ trợ điều trị ở đây mà không phải lo về mặt kinh phí. Ví dụ như vô đây mà mình được các thầy giúp cho không á, là mình cứ tập trung vào vấn đề chữa bệnh thôi. Mình làm sao mình cứ tới đây để mình lo cái vấn đề mà mình điều trị như thế nào, ăn uống ngủ nghỉ ra sao. Còn cái vấn đề mà về mặt kinh phí là các thầy bốn thầy lo. Còn về mặt mà hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo thì có thầy Xuân Dũng lo. Còn hoặc là bên anh Thỏ thì cũng mới hỗ trợ cho bệnh nhân gần đây thôi, nhưng mà anh cũng dần dần có cái uy tín đối với bệnh nhân. Thì nếu như mình có khó khăn gì đó đó thì mình liên hệ với hai đơn vị này. Nhưng mà thầy nói một điều nha, lỡ như mà mình có xảy ra một cái vấn đề gì đó mình không vừa lòng á thì cứ góp ý, thì từ từ các thầy sẽ hoàn thiện nó. Đó là như vậy, chứ mình đừng ngại. Ví dụ như là tôi thấy cái chỗ này, cái khâu này công việc của các thầy chỗ này chưa được, thì cứ mạnh dạn góp ý để các thầy thuốc ở đây và đội ngũ những đơn vị thiện nguyện ghi nhận và sửa cho mình mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Thì qua cái nội dung của cái tình huống này nè, thầy nhắc nhở quý bệnh nhân khi mà mình có cái giấy hộ nghèo, thật sự đúng là mình nghèo thật, thì mình nhờ các thầy giúp. Còn nếu như trong trường hợp giống vậy, hoặc là mình chưa đến nỗi mình khó khăn á, thì thôi nhường lại cơ hội đó. Dạ thì sáng bữa nay thì thầy sinh hoạt tới đây thôi, để dành thời gian cho quý bệnh nhân khám chữa bệnh.
Cha Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục dưng rồi, tông kinh mà cha thăm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục chứng rồi, công tình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phòng khám cho không chữa bệnh yêu thương. Phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Linh mục là ngôi ơi
là tinh hoa của giáo hội, ngọn hải đăng thắp trên dương trần. Linh mục người thánh hiến bao lễ vật trung thành làm chiêng ta cho nước trời. Linh mục là đuốc sáng giữa trời đêm, dù phong bão dù phú vàng, một niềm tin chứng nhân muôn đời. Xin cho người tình
Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám Yêu Thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.